Uầy, chú bảo con nhìn con không giống ai hết, con nhìn con ăn mẹ con đấy con trai nhìn được kìa, trời ơi nhìn nó tội chưa ơi. Kể như mà bé khác là chẳng như chuyên xông vào là đánh rồi cắn rồi đúng không, để tranh đúng không, bây giờ mẹ này đâu dám giật, chỉ có đứng nhìn thôi đúng không. Chuyên chuyên quay đây mẹ bảo. Ê con muốn ăn không? À muốn ăn à, con đi lấy trứng ra đây, lấy trứng ra mẹ cho con ăn cái ngon hơn. Ừ. Mẹ cho con ăn cái trứng nghe ngon hơn đúng không? Ừ, đúng rồi. Cái này là trứng này ngon lắm nè, đúng không? Ê, cả nhà ơi, cái này là trứng nha. Bên ngoài của nó là bọc thịt vịt này, rồi bọc thịt gà này, rồi có cả rau củ quả nữa cả nhà. Ăn cái này là cuốn tóc rất là mượt này, lông rất là mềm, rất là mượt, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Con cũng chạy đến ăn luôn rồi à? Hả?